Xin chào tất cả mọi người, hôm nay là mình nấu món khổ qua dồn thịt nè các bạn. Món này thì rất là đơn giản thôi mà ai cũng biết nấu hết. Tuy nhiên thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cách nấu mà để giúp ổ qua nó sẽ không bị đắng nha. Và mình không cần phải dùng nước hầm xương á các bạn. Vậy thì mình cùng vào bếp nào. Và mình có chuẩn bị sẵn là 700g thịt xay nha. Thịt xay này là mình mua về mình rửa sạch và mình xay qua 3 lần luôn á các bạn cho nó nhuyễn á. Và 7 trái khổ qua đã lấy đi phần hạt ở trong rồi nha. Mình phải cạo sạch hết hạt á thì nó mới không bị đắng á các bạn. Và là nấm mèo đã sắc sẵn nè. Tiếp theo là mình sẽ có cà rốt với lại là củ cải trắng để mình sẽ nấu cho ngọt nước. Lá hành và ớt nha. Đầu tiên là mình sẽ ướp cái phần thịt này để mình nhồi khổ qua nè. Cho thịt vào cái thau này, sau đó cho nấm mèo vào nha. Nấm mèo á, mình làm món khổ qua này mình ăn nó giòn giòn rất là ngon luôn á các bạn. Và mình ướp gia vị nha, mình cho khoảng là 2 muỗng đường á các bạn. 1 muỗng cà phê muối nè. Và 1 muỗng hạt nêm nha. Hạt nêm là muỗng canh á, mình cho 1 muỗng ha. Rồi sau đó các bạn sẽ cho thêm là 1 muỗng tỏi xay nhuyễn nè. Rồi 1 muỗng hành nè. Và mình sẽ cho mình đổ khoảng là 1 muỗng cà phê hạt tiêu á, cho nó thơm á các bạn. Sau đó mình trộn cho nó thấm đều gia vị nha. Lưu ý là mình sẽ trộn cho nó đều á, để mình sẽ không có chỗ mặn, chỗ ngọt á các bạn. Để thịt này mình sẽ ướp khoảng 15 đến 20 phút nè. Rồi mình sẽ bắt một cái nồi nước lên, mình cho chừng khoảng là 1,8 đến 2 lít nước vào các bạn. Sau đó mình sẽ cho khổ qua vào nha. Khổ qua mình sẽ ngâm qua giống như là mình trụng qua nước sôi á, để cho nó bớt đi cái phần đắng của khổ qua các bạn. Rồi mình gấp ra này, mình trụng sơ qua mình gấp ra đó. Thứ nhất là để nó sẽ giúp cho cái khổ qua mình nhồi nó không có bị giòn á, nó mềm rồi mình nhồi thịt vô thì nó sẽ dễ hơn nữa nha. Rồi mình cho cái phần lá hành vào mình trụng luôn, để lát nữa mình sẽ cột lại cái phần khổ qua nè. Rồi bây giờ mình sẽ bắt bếp nha, mình sẽ cho hành tỏi vào mình phi thơm, mình cho một ít dầu vào á, phi thơm á các bạn. Sau đó mình sẽ cho luôn cả cái củ cà rốt với lại củ cải trắng mình đã sắc sẵn rồi, mình cho vào để mình sẽ xào sơ qua nha. Rồi các bạn sẽ nêm thêm gia vị lúc này luôn nè, các bạn sẽ cho là 1 muỗng muối nè, 1 muỗng hạt nêm nè, rồi mình cho thêm 1 muỗng đường vào luôn đi để mà mình nêm á. Mình nêm luôn, sau đó mình cho khoảng là 3 lít nước vào để mình nấu cho cái phần củ cải trắng với lại củ cà rốt này nó sẽ ra đi cái phần dưỡng chất đó, nó ra đó cái phần nước thì nó sẽ giúp cho cái nước mình ngọt. Cái phần khổ qua mình nhồi thịt á, mình dồn thịt thì nó cũng đã vừa rồi. Ví dụ như là mình có thịt trong khổ qua rồi, mình không cần phải dùng nước hầm xương đâu, thì mình dùng nước cái hầm này đó thì nó cũng sẽ rất là ngon mà nó ngọt nước nha các bạn. Mình ăn mình nó cũng đỡ ngán hơn á. Rồi khổ qua là mình dồn vô này nha. Các bạn lưu ý là mình sẽ dồn vào, mình đừng có dồn quá nhiều thịt đó, thì lát nữa khi mà mình nấu khổ qua nó sẽ dễ bị thịt nó sẽ bị bung ra ngoài á. Tại vì mình nấu thì thịt nó sẽ nở thêm ra đó. Cứ thế thì mình sẽ dồn hết phần khổ qua nha. Trời nắng nóng mà các bạn, mình ăn món khổ qua nhồi thịt đó thì rất là mát luôn mà rất là tốt cho sức khỏe luôn á các bạn. Mình dồn thịt ở nhà vậy nè, mình ăn đảm bảo hợp vệ sinh nữa. Rồi sau khi mình dồn thịt xong á thì mình sẽ cột thành lá hành vào nha, để lúc mà mình nấu á, nó đỡ rớt cái phần thịt ra nè.
Nước nãy giờ mình nấu được 20 phút rồi các bạn. Các bạn sẽ lấy mình xem có bọt thì mình vớt ra nha. Và sau đó thì mình sẽ cho cái phần khổ qua vào mình nấu luôn nha. Rồi khổ qua mình sẽ hầm khoảng 30 phút nha các bạn. Trong quá trình hầm thì mình vớt bớt bọt ra, có bọt thì mình vớt ra thôi, để giúp cho cái nước khổ qua nó được trong nè. Rồi cái nồi này mình cũng hầm được là 35 phút đến gần 40 phút đó các bạn. Bây giờ thì mình nêm nếm lại gia vị nha. Mình coi cho nó vừa ăn vừa với khẩu vị nhà mình. Sau đó mình vớt cái phần củ cải trắng ra mình bỏ. Củ cải trắng thì mình không ăn nên mình vớt mình bỏ. Còn cái phần củ cà rốt thì mình để lại. Rồi mình cho luôn phần gốc hành vào nè, cho ớt vào luôn cho nó thơm. Rồi sau đó thì các bạn sẽ lấy đu đũa này các bạn xiên qua mình coi là nó chín rồi á. Rồi sau đó là mình cho luôn cái phần lá hành vào nha, là mình tắt bếp. Như vậy là mình có một cái nồi khổ qua dùng thịt rất là thơm ngon luôn nè. Làm thì hết sức đơn giản. Mình nấu một nồi như thế này các bạn ăn không hết thì mình để vào tủ lạnh á, để vào ngăn mát á các bạn. Sau đó thì mỗi bữa mình ăn thì mình mang mình múc ra thì mình hâm lại thôi. Như vậy là video của mình đến đây cũng kết thúc. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn yêu thích thì các bạn cho mình một lượt like, một lượt bình luận và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt.